mọi người, hôm nay là ngày 14 tháng 7 âm lịch nha. Thì gia đình lại tổ chức những cái buổi cho từ thiện ở số 21 ngày 4 đường đốc Bình Kiều, ngay bắt đầu công phán rằm hoặc là những ngày rằm lớn thì gia đình đường bò tổ chức cho nó. Thì hôm nay anh chị em cũng vào và trong lúc cho và mọi người sẽ chuẩn bị, vừa cho vừa chuẩn bị luôn. Hôm nay thì ít người cho nó làm không kịp. Thì đây là những gương mặt cũng rất là quen thuộc, từng lâu xuất hiện rất là nhiều ở cái những clip từ thiện của gia đình mình. Cái này là gia đình tự do, tự tâm gia đình, mỗi người chăm mình quan hệ mình, gia đình mình cho tự do thôi anh em. Thì đây là dốc cầu Tôn Thắng đã từ đốc Bình Kiều. Thì một hồi đó thì bên đây chị chú Ba sẽ cho gạo.
kinh quýt hả? Trời ơi. Cái này mình bán đặt hay là mình bán biết rồi, nhưng mà mình đặt, mình người ta có đặt không hay là mình bán tự tự vô à, ai mua bán ha. Mình bán vậy là nhiêu nhiêu một con hay là bán sao lộng? Rồi vậy là chúc chị chút xíu nữa gặp Mạnh Thường Quân nào thả nguyên lồng luôn đi. Mai ngày Ngu Lan chức nữ nè. Thả cho mấy chim về cho chống mái về gặp nhau. Sau cái đợt cho này anh chị em sẽ ai đến nhận thì sẽ phát ngay, còn ai mà không nhận được thì có nghĩa là những người lớn tuổi hoặc là những người mình biết mình sẽ mang đến nhà mình cho nha anh em quý vị. Tại vì quý vị cũng biết là một số người người ta bán dưới số chứ người ta không đi được, nhiều cái người ta cũng tiếp nhưng mà người ta lại không có đến nhận thì mình sẽ được mang đến nhà mình cho, chứ không phải là mình cho riêng ở đây đâu, cho ông mang tới nhà luôn, shipper miễn phí tới nhà luôn. Hôm nay là ngày 14 âm lịch của tháng 7, ngày
Du Lan Báo Hiếu thì thứ ba có tổ chức cho một số gạo nha anh em tại quán cà phê dốc cầu Tổng Thắng, quán cà phê Bị Duyên. Thì sáng nay là bà chị Chính đã cho đồ ăn, thì tiếp theo là tới chị Ba. Đây là đơn vị tài trợ chính đang chờ một số người đến để mà nhận quà, tại vì mình cho có phiếu nha anh em, thì mỗi một phiếu chuẩn bị từ ngày hôm qua đến nay đã hoàn thành rồi, bây giờ chỉ có chờ mọi người tới thôi. Đủ ít lòng nhiều nha anh em, tại vì mình cũng cho giới hạn chứ không có được nhiều, theo cái lòng tự tâm của mình thôi. Thì đây là ăn dâu và ba nha. Mới cho sơ có một vòng mà sức mồ hôi hết trơn rồi đó. Đủ ít lòng nhiều quý vị ơi. Thì ai có phiếu thì tới nhận, nhưng mà mình cũng cho theo cái cách của mình là giới hạn, chứ không có cho tràn lan như mọi người, tại vì cái số lượng nó rất là người xin thì rất là lớn, nhưng mà mình thì cũng có một ít tấm lòng cho nên cho là người nào có phiếu nha anh em, phiếu nha mọi người. Thì mạnh thường quân nào mà có ấy thì mình sẽ cho mượn điểm luôn cũng được, nói chung là hỗ trợ lẫn nhau thôi, giúp đỡ qua những cái hoàn cảnh khó khăn họ khó hơn mình thì mình sẽ giúp đỡ họ thôi, chứ không có mình chỉ cầu mong được lại cái sự bình an thôi. Kết thúc cái video clip hôm nay.
thì xin chúc tất cả mọi người được an lành hạnh phúc.